Thằng cá bự. Ủa, cái khuôn. Gì vậy? Cái khuôn mình. Đồng. Trời ơi. Trời trời. Vô rồi, cái con đồng. Cái con đồng bươn dưới trời. Chào đại gia đình thân yêu nha. Thì hôm nay em sẽ dẫn đại gia đình đi giăng lưới cá nha. Không biết có dính gì không nữa, nhưng mà thấy tay lưới dài ốc cục rồi đó. Cái này có khi nào về đêm này nấu canh chua không? Thì mới mua thêm một tay lưới nữa nha. Tay lưới em giống hệt là em ăn hay gì mà hết nhẹ tiền. Giờ tới cuối năm chắc có lịch luôn á. Thì bây giờ em sẽ chặn tay lưới ngàn đó. Nếu mà có cái món gì á thì mời cả nhà ăn chung với hai anh em nha. Đây. Hồi thôi nha. Sao làm vậy? Sao làm vậy? Cái này cũng chạy không sao luôn. Đây, đây, đây. Bắt đầu từ đây đi. Không biết có còn gì hôm nay nữa. Thôi chưa gì tên thấy cá gác rồi nha. Mong là được bội thu. Xong rồi nha cả nhà. Bây giờ xong rồi nha. Thì bây giờ hai anh em sẽ chờ kết quả như thế nào nha. Chờ tầm cỡ 1 tiếng mấy 2 tiếng sẽ thăm thử tôi có gì không. Rồi xíu cả nha. Nên bây giờ hai anh em sẽ để cái giác trước nha. Có thì nấu, còn không có thì để dành cũng được. Đây, đây là những cái giác nè. Nhìn giống mấy trái nho. Này ăn được không anh hai? Được. Không ăn sống kìa. Không, sống nó ngứa. Ngứa cái họng á, ngứa ruột họng luôn á. Cái này chỉ có nấu canh chua hay gì đặng làm tím ngắt nữa không? À. Ngứa. Bởi không ăn ngứa đó. Cái này chỉ có nấu chín thôi. Tím tím giống trái sắn quá. Cái này đặc sản miền Tây luôn á trời. Dạ. Chứ em chưa ăn á. Đây đưa gọi nè. Đây để anh hai nấu cho ăn.
Mày nấu cho ăn nha. Dạ. Chứ em không đâu ăn. Hả? Mày nấu cho ăn luôn mày. Nghe nguy hiểm quá cả nhà. Mà không biết bữa nay có không đây nữa nè. Có thì nấu, còn không có thì để dành qua hôm sau kiếm kiếm cái khác. Đây, chứ giác thì hơi nhiều luôn á. Này nó mọc bự không á chứ. Cái này nó mọc dài không cả nhà. Giờ hai anh em sẽ dẫn cả nhà đi thăm nha. Thấy im lìm dữ rồi. Không có lạnh miếng à. Ôi đã lắm cả nhà ơi. Thì chỗ này cũng xa nhà hai anh em. Tầm cỡ gần cái chục cây á. Lạnh một cái. Cái cũng không có sâu lắm cả nhà. Chút cột lại. Hay. Hello. À, hơi căng nha. Đi vô rồi đó. Cái gì vậy ta? Hình như không có mạng chân lưới gì á. Rồi dính nguyên cá cây luôn kìa. Ơ dính cá kìa. Dính cá. Gom gom lẹ lẹ. Được. Dính nha. Không biết tới đó còn không nha. Nam mô. Lên chụp liền nha. Yellow. Con gì vậy? Rùa phi. Phi. Rùa phi. Thì ở đây nó cách cái nhà chỗ nhà của em lắm nên có những con cá rùa phi. Còn nhà em thì không có thấy có cá rùa phi nào hết. Đây. Con đầu tiên nha cả nhà, cũng được lắm. Cái này gần địa phận Càng Long luôn rồi. Giáp Càng Long à. Cầm kỹ như này. Chưa từ. Thế vậy chứ cá này cũng mạnh lắm nha cả nhà. Cái cục phi mà điện giật nó đi chích điện nó là nó chạy tiếp. Đây. Ôi vô. Cầm đi thôi. Tại em không chắc ăn à. Đây. Rồi. Một em. Vô. Rút lại. Tiếp. Đừng con đầu tiên. Thêm con cá cây nữa nè. Ô, dính con nữa nè. Dính. Được. Con muốn. Thôi, cái tài cũng còn được lắm nha. Khúc đầu hơi im ghe cả nhà. Ở đây bự nha. Con này bự hơn hồi nãy nữa cả nhà. Được. Tính là bữa nay chắc quá rồi chứ. Im ghe luôn, không thấy động tĩnh luôn cả nhà. Dạng sự khởi đầu nan. Dạng nan không có nản. Thấy có cá là mê rồi. Cái này hơi bự nha. Dạ. Gai của nó không á. Mày được lắm con trai của ta. Kobe Cottonelle. Chung này nó hỏi cá gô nó cũng gai góc dữ lắm cả nhà. Đúng rồi. Nó cá rục phi mà. Thì cả nhà cũng thông cảm cho hai anh em. Tại vì có hai anh em à. Bằng em của em mà nó cầm ở quay mà không nói gì hết trơn. Có mình em nói cho em chết luôn. Phải có hai anh em phải nói tới đến lui. Chứ có nhiều anh chị bình luận á. Nói camera đừng nói chuyện. Trời ơi nó không nói chuyện chết em à. Có mình em nó đọc thoại chắc lên đường. Cá này hơi bự nha. Vô hai em. Được. Rút lại. Cảm ơn. Trả này cho Nai. Rồi. Tiếp thôi.
đạp lúng đất luôn rồi. Rồi rồi. Dính chạy chứ không lúng đất. Trời ơi. Dạ. Dính cái bụi cho bá luôn. Coi chừng, coi chừng. Còn một khúc dài lắm. Hello. Thôi tiếp nữa rồi đó. Thấy chuẩn bị buồn thêm 2 giây rồi đó. Đây. Đây còn nha. Được được, không buồn nha. Chỗ em thì kiếm cá rô phi nó hơi khó lắm. Khó khăn luôn á. Đây gần Càng Long. Chắc được không? Có. Đây cũng là địa phận Vũng Liêm nhưng mà nó ở Càng Long, gần Càng Long chứ không. Kiểu giáp mí cả nha. Đúng rồi. Ngày dưới nhà của Dượng Năm. Có được không? Được. Tiếp tục đi chứ hả? Hai đứa cho chục cầm chục lần nữa là ngon luôn. Vậy còn khoái nữa. Với em kiếm chỉ có cái rô đồng, cái sạc đồ này nọ là nhiều thôi. Ừ, cái lóc cái trê với mấy cái kiếm khó. Rồi cầm như thế này. À em. Ừ. Qua đã rồi. Hay được chá, một tiếp. Đó. Rồi. Thằng thấy được một đội đó. Hai thằng chứ quên đâu. Ơi cái này mệt à, ba lần mệt á. Đây thằng ấy với Dũng mà giờ này cũng sập sập tối rồi. Hello. Ngồi xong. Thôi thăm từ từ đi tính. Chứ đừng có giải trước cái nó hết hấp dẫn đúng không? Ừ. Mình phải biết, mình không biết cái lúc trước đằng đó có cái gì nó mới hấp dẫn. Mình tìm tòi. Hello. Không có ai nè, hello lại trên trời. Hello. Oh, hello. Hello, hello. Và hello của chú Đàm Vĩnh Hưng. Hello, hello. Có hello này là mừng rồi cả nhà ơi. Đưa em tiếp đi, đưa em tiếp đi. Thôi khỏi, cái này dễ ra, dễ lọc ra. Cái này nhỏ nó dễ lấy ra lắm. Cái bự nó khó với cái nhỏ. Thôi nha. Đây cả nhà. Ôi đã chưa. Ôi nữa hả nè, cái cho bá lửa luôn kìa. Lẹ 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 lẹ. Cấp 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 cấp. Anh cá bự. Cái con gì vậy? Cái con mình đồng. Trời ơi. Trời trời. Vô rồi, cái con đồng. Cái con đồng bươn dưới trời. Con này phi phi đồng lai. Con ơi này, con này con gì? Con này con gì á cái nhà. Ôi ơi, mẹ lên bò luôn. Lên 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 bò luôn. Lên đây, con này không biết con gì. Thằng quỷ thần ơi, con cái cô đồng nó bự. Go phi lai. Tới giờ em mới thấy cá đồng mà nó bự mới lớn nha cả nhà. Bự hơn bằng tay của em nữa. Ôi ơi, được rồi. Trời ta. Chu mánh này, lên bờ luôn được không? Ở góc bờ nè. Lên bờ này nó tới dây hả? Không tới lưới. Ui. Lên đại xuống này luôn. Lên lên lên. Xuống này luôn nè. Đi xéo qua đây nè. Đợi đi chút xíu hồi. Cái lưới tính sao? Lưới tính sao? Con cá cụ đồng này là kinh khủng lắm mà. Gặp ngay thứ dữ rồi. Không đưa lên không được. Xích đây nè. Ôi. Cái cụ đồng này nó kinh khủng dữ trời. Dù mánh này cả nhà ơi. Nó vàng nhánh luôn. Trông cũng nguy hiểm lắm cả nhà. Đứa ta màng nó chịu đừng nói chứ. Gỡ ra sạch, gỡ ra. Tại vì cá này nó bự á, nên gỡ xuôi gỡ không được. Giờ phải gỡ từ từ, gỡ ngược từ từ. Dạng nó cuốn lưới quá cả nhà. Từ nhỏ lớn mới thấy con cá bự dữ vậy thôi. Thằng ơi, cả nhà có mà bao giờ mà thấy con cá cụ đồng nha, chứ không phải cá cụ nuôi nha. Cá cụ nuôi thì thấy bình thường, còn cá cụ đồng mà nó bự cỡ vậy nè. Này mà được ba con kho nội kho khô tọ cá khô tọ ha. Cả nhà ăn luôn.
nó cũng gai góc dữ lắm. Từ từ nha. Chúng hai anh em phải kỹ lưỡng chứ cả nhà. Khó. Nó hay xin lỗ lưới nữa. Chim còi vậy nè, nó bay nó kêu quá trời. Nó về tổ. Hy sinh lỗ lưới luôn. Dính con này hy sinh lỗ lưới cũng không tiếc nữa. Ôi. Nó vàng nè cả nha. Nó thần ơi. Trời ơi. Cá cô đồng. Ôi trời, đứa đứa. Đứa nó không mất. Đây đây đây. Em đang cầm lưới à. Ủa cá cô đồng. Giờ em cũng hai mấy tuổi rồi, giờ em mới thấy cá gô bự dữ. Cá gô đồng nè, chính gốc là cá gô đồng luôn nè. Đâu vậy sao? Ôi trời ơi, kéo nữa lỡ dính con nữa sao? Cho vô mánh rồi. Ồ, kỹ kỹ nha, mất cá này là là cắn lử luôn đi. Được, được. Vô rồi, vô rồi. Trời ơi. Tiếp, 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 tiếp. Con vụt không nha. Vụt là thấy bà luôn á. Cá nó bự. Thôi, 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 thôi rồi lắm ơi. Rồi, rồi bắt con cá rô giờ nằm trong buồng rồi. Dướng gác luôn rồi. Anh em mừng quá trời rồi. Kinh khủng luôn á. Thấy con cá rô đồng. Lần đầu tiên từ nhỏ tới lớn mấy con cá mà nó bự vậy á. Hôm nay 27 tuổi rồi đó mà thấy vậy đó. Dính tùm lum hết trơn. Này, thăm tiếp thăm tiếp. Lỡ dính thịt được 4 năm con vậy nó sao trời. Nói chung là đặt lưới này thấy là đặt lưới ok nhất hôm nay đó cả nhà. Từ khi mà làm cái kênh này là thấy đặt lưới này là lưới ngon nhất rồi đó. Chứ tới khi văn hồng tông ở khi gần nó không chịu vô nó lúa lỗ bự quá. Nên từ từ thay đổi mà một cái này quất cá lụm luôn rồi. Dạ. Người ta đó hết rồi phải không? Hết rồi. Cũng được rồi. Nhân nãy giờ có tiếng mấy hai tiếng họ mà được như rất ngon rồi. Này phải có thời gian văn nữa ha. À, được rồi, cũng được rồi. Hết rồi. Còn nó còn cúng cụ luôn. Gặp ngay cụ tổ cá gô. Rồi, hết rồi. Được như đó cá là cũng ngon lành rồi. Nó biết luôn cả nhà. Ui. Đây là thành quả nha. Hôm nay được con cá gô đồng là khỏi nấu rồi. Bự á, kinh khủng thiệt chứ. Cá gô bự hơn cá gô phi gì nữa. Có gì. Ôi trời. Khủng bố. Bự hơn cá gô phi nữa cả nhà. Bự hơn cá gô phi nữa. Hình cá không đua mắt nha. Còn quá nha. Thì bây giờ hai anh em sẽ mần cá rồi nấu một lò nồi canh chua đã cả nhà nha. Thì hồi chiều có bẻ mới trái khác rồi. Bây giờ sẽ mần cá nha. Đó thì được kết quả được bao nhiêu đây cá nha. Cũng nhiều lắm á. Bự á. Cá gô này chà bá lửa luôn. Đây. Bây giờ mình sẽ bữa nay sẽ nấu canh chua trái giác nha. Đây. Đây là những cái trái giác đặc sản luôn á. Rồi. Đây đặc sản luôn mà một số vùng miền thôi chứ không phải là vùng nào cũng có đặc sản này nha. Là canh chua trái giác. Đó. Em sẽ kho ô lộc. Em sẽ nấu canh chua 4 con cá này. Cá phi. Cá rô phi 4 con. Còn một con cá rô chà bá lửa này em sẽ cắt ra kho nha. Trời. Cá rô bự kho khỏi nấu luôn. Nó bự hơn mấy cá rô phi nữa chứ. Một chút xíu sẽ mời cha ra ăn chung với anh em luôn nha. Đó, bữa nay có cha ở nhà.
Nêm nếm vô chứ quên. Nêm miếng đường nha, lát hồi nêm sao, nêm cho nó thấm cá cho nó ngon. Hầu như em nếm nêm mỗi thứ mỗi chút á cả nhà. Rồi xong rồi gần chín mới nêm lại một lần nữa. Đó, nêm muối nên không ướt, nó chỉ có ướt lượng theo mắt thôi. Rồi một chút xíu sẽ nêm lại thì nó sẽ hợp khẩu vị hơn. Quá đã luôn, dằn từ lưới dính cá ngon lành. Nhà thấy cá gỗ bự vậy nè, thánh thần đi chứ. Cắt làm hai thôi. Trong thời gian mà nấu canh chua á thì sẽ ướp cá luôn cho nó thấm, đặng kho cho nó ngon nha cả nhà. Rồi ướp cá luôn nha, cá thì khỏi nói, vứt cái chảo luôn rồi. Với muối kho cho nó mặn mặn xíu, chút đường, miếng bột ngọt, xíu lạc nêm. Nổi cá gô không rồi kho ăn ngon luôn. Nó nhiều quá. Này nước màu, nước màu dừa. Xíu nước mắm. Chút xíu sẽ bỏ tiêu sao nha, chơi yên. Thấy gì chơi yên, tép mỡ mà khô quẹt thằng ba. Tép mỡ đây là tép mỡ và ớt nha. Tép mỡ này khô quẹt ngon lắm cả nhà, hấp dẫn luôn đó. Kho khô mà có tép mỡ nữa ha. Rồi bỏ thêm tiêu, bỏ nhiều nhiều vô cho nó thơm. Ngon lành sao yên, quá đã rồi. Ngon chứ yên. Thôi anh hai ăn cá đi, em ăn tép mỡ cho. Được được được. Tép mỡ thấy cá vậy chứ. Hơi bị ngon luôn á chứ đừng nói tép mỡ không nghe. Tép mỡ rút cũng ngon lắm á. Biết rồi nhưng mà tép mỡ sẽ không ngon bằng con cá này đâu. Con cá này nó ngon hơn. Em thích tép mỡ hơn. Tép mỡ rút cái chất của con cá cả nhà. Đúng rồi. Ngon lắm. Thằng dành cá, thằng dành tép mỡ. Và một chút xíu nữa cha ra dành gì? Trộn nồi. Trộn nồi. Cái gì đó là gì? Giống mấy trộn nồi vậy hả? Rồi, ướp cho nó thấm chút xíu sẽ còn đó nha. Cá này không phải con cá gô, nó là con cá mập. Bự yếu thiệt gì, bự một cái luôn. Đó đã. Trời ơi, chín rồi, chín rồi. Cá này là ở dưới, khúc ở dưới Càng Long mới có. Trên em là kiếm không ra đâu, cá chín rồi. Mẹ em, mẹ hai anh em là thua. Mà em có nghe có anh chị nói á, là ở dưới Cầu Đình, Cầu Đình là có cá rô phi, là Cầu Đình cũng cách em tầm cỡ 2-3 cây số à. Tại vì chỗ em không có thiệt, còn mấy chỗ kia thì tụi em không biết. Đây. À. Đây, quá đã quá đã. Phần cá đã chín rồi. Nhân vật chính của bữa ngày hôm nay. Nó đây. Cái nhét nha. Em cũng chưa biết trái này ăn sao nữa cả nhà. Thì trái giác này là cũng nói chung là những cái món ngon đặc sản. Em tính kho chung với cá rô luôn, nhưng mà sợ nó ra màu nó hơi xấu nên em sẽ không kho chung. Em sẽ nấu canh chua thôi. Đây. Cũng lần đầu em thử món này luôn cả nhà. Trái chưa chưa thử nữa, để coi sao. Trái đỏ á là nó sẽ ngọt ngọt hơn xíu, còn trái xanh thì một số trái nó sẽ chua, nhưng mà cả nhà nấu hơi lâu một xíu nha, nếu mà nấu mau á nó dễ bị ngứa. Này, nấu cho thiệt lâu mới được, để em chút xíu hồi nó coi chua hay không ăn biết đường đang bỏ vô thêm nha, chứ bỏ vô một đống lát hồi chua lè giục luôn. Chờ cho nó nấu nó gã cả nhà. Đây, nồi canh chua tím liệm tìm sim rồi đó. Mình sẽ... Cái này canh chua hay là cái gì vậy anh hai? Giống như mùng tơi quá. Giống như nấu mùng tơi vậy đó. Có mấy trái xanh xanh này nè, nó sẽ chua. Còn mấy trái đỏ đỏ nó cũng chua nhưng mà nó chua ít. Thường người ta để dành kho cá.
màu cũng đẹp ghê cái nha. Màu đẹp á. Cái mùi nó lạ đặc trưng lắm. Giờ sẽ vớt hết, làm cho nó dịch dịch này hết ra hết tận cho nó ra hết nước chua của nó. Đây bây giờ sẽ bỏ cái muống vô luôn nha. Cái này là Hưng Đồng có nội luôn á. Nhưng muống cũng ở dưới Mương Kinh. Cái này cũng bẻ ở Mương Kinh. Minh Cương. À, màu đẹp lắm chứ. Giống nước nho vậy ha. Ừ. Trời cái muống chín cái bỏ gạo nêm, bỏ nêm gia vị lại cái là ngon lành liền. Đây cái màu đặc sắc luôn á. Nó hơi cũng chua chua rồi. Nó cũng chua rồi đó cả nhà. Tím liệm luôn. Bây giờ em sẽ này giống ba cái mùng tơi y xì luôn. Giờ em sẽ bỏ cầu niêm vô luôn nha. Bỏ ớt vô luôn. Cá kho nha. Cái này hơi bị đặc biệt luôn á. Cá mập. Cá mập. Hai khúc cá này thôi là nó đã ngon rồi đó. Đã nhiều rồi đó. Thêm tép mỡ nữa ha. Biết này có gì nữa không? Nước cơm. À nước cơm. Chắc nước cơm cái nữa là ngon lạnh luôn á. Bữa hổm mình hay có kho lạc. Kho lạc nước cơm ngon lắm cả nhà. Có tép mỡ rồi. Ngon lắm. Giờ hầu như á những cái nước cơm á em nghĩ là chắc ít nha. Theo em nghĩ thôi nha. Sẽ ít nhà còn. Tại vì số lượng nhà nấu bằng cơm củi cũng ít các bạn nha. Giờ có cái bếp điện rồi, dễ lắm. Cắm cái cặp vô là còn sống nhăn. Phải có bật nút đâu mà cha chính. Bây giờ em sẽ cho vô một xíu cho nước để chín. Chứ con cá này bự lắm, khó chín lắm. Ồ, cái chảo kho khỏi nấu luôn. Giờ gắt thêm miếng tiêu nữa nha. Trời ơi thơm. Nước mũi luôn á trời. Cái chảo này nhức cái nát rồi. Đổ một cái là nghỉ ăn luôn. Còn nồi canh chua. Bây giờ em sẽ cúng ông bà rồi mời cả nhà ăn chung với anh em luôn nha. Cái này á. Rồi. Ở bữa nay thì khỏi nói luôn trời. Ăn thử. Cha có ăn này chưa bao giờ chưa? Chưa ăn. Đó giờ chưa. Chưa ăn cháy giác luôn không? Chưa ăn. Bây giờ cha ăn thử coi. Làm một cái thử xem sao đây nha. Coi con ăn con làm có được không? Nó tím dịt liệm mua không? Tao thấy tím như mùng tơi vậy. Được rồi. Ngon ạ, có lý lắm. Tao thấy nãy nếm nó không có chua hùng. Chua. Chua không? Chua chứ. Sợ hồi nãy nếm thì sao không chua. Mời cả nhà nha. Dùng miếng rau nha. Cái màu này giống hệt cái màu nho vậy. Không tới mùng tơi. Mùng tơi. Mà nó không tím bằng mùng tơi hay chăng? Ừ. Quên. Trên nó miếng mà cũng đẹp quá ha. Ở vô đây hơi xấu nha. Trên vô đây nó hơi xấu nè. Thấy tay lội một cái. Mà cái này dùng cá nha. Nó còn chua cá giác nha. Canh chua cháy giác. Cháy giác. Mới ăn lần đầu mà cũng ngon chứ. Rồi bây giờ. Còn chưa thử nữa nè. Hồi đó giờ chưa có ghế lần nào ạ. Còn cũng người nhỏ lớn chưa biết ăn nữa nha. Thấy mọc mọc con bé lại nha. Cái này nha. Cá ngọt. Ngon lắm ạ. Được được. Con đi. Nhìn thấy thèm quá cả nhà. Lấy cái mầm mình hai đựng nha. Đựng chuông. Đây. Cho đựng chuông ta. Yên bớt ta. Cái này mà không có đồ chua mình lấy nó mình làm im à. Vậy là ngon á. Trời ăn cá ốc cục bự không? Có gù quá trời ha. Cá nổi là. Cho cái màu này giống màu qua đủ biết chứ hả? Ờ. Giống màu qua đã biết à. Tím. Tím. Cho ăn đứng miếng chắc. Đây nè. Có tép mỡ luôn á. Đâu vậy miếng cá. Mà cả nhà dùng cá gô ha. Cá bình thường luôn á. Cá quá chữ. Đầu nào mà cá này không phải cá gô chơi, con cá mập. Ờ ngon. Kho mày đã hả? Béo. Ờ đi. Tại có tép mỡ vô. Điền nó khoái lắm. Nãy giờ thèm quá trời.
Mấy miếng tép mỡ đây. Mình cả nhà dùng miếng tép mỡ kho quẹt cái coi. Đó. Hết sợi. Quá trời. Nó rút vô. Bữa tiệc thanh soạn rồi. Chế ra nhiều nhiều món độc lạ quá vậy. Được rồi chứ. Rồi ha. Vậy được ạ. Có cái canh này ngon nè. Ngon quá cái hả? Sâu sâu nha. Mà cả nhà dùng miếng rau nha. Nấu với cá giác nha. Sắp mở khúc ngon quá. Mẹ em thì ngại mẹ nói xấu không dám lên mới quay. Rồi nên ba cha con sẽ ăn nha cả nhà. Mẹ em hơi ngại. Ý cho em miếng canh chua coi canh chua anh hai em nấu sao nha cả nhà. Ăn thử rồi. Hôm nay không biết có giác ngộ luôn cả nhà. Cái giác ngộ luôn á. Giác cách đến luôn á. Ăn mà giác ngộ chắc lên đường luôn á. Không biết sao nữa. Dằn ở dưới dính một cái lạnh hồn luôn. Hai anh em còn tính là tới gì nữa chứ. Trời mà tối á. Dở lên một cái trời. Chứ có chứ không. Chỗ mình kiếm cái gù phi hơi khó. Dưới Vườn Nam hằng nhiều lắm. Dạ. Nên hai anh em chạy xuống khúc dưới dằn. Khúc hai anh em chỉ có kiếm cá cù đồng với cá sặc rồi nhiều. Cá cù đồng có khi nào được con mây lớn vậy đâu cả nhà. Dùng cá cù đồng có mà không hết. Hết lóc. Cái con mây lớn này là dưới đây là chưa thấy con nào bự dữ vậy. Ăn cũ rồi đó. Ai. Cá kho có tép mỡ nữa. Nhất cá lách. Quá đã luôn. Cá ngon chà. Tép mỡ thì vô nghề của em nữa cả nhà. Cá này nó rẻ ngon thịt. Ăn tính là bữa nay làm canh chua thôi. Cái màu tím tím này chứ ngon thịt ta. Mà ai về có cá. Cua của nó dịu quá ha. Nó dịu hơn me hay là mấy cái loại khác. Nó không có chua gắt. Dịu. Nó chua thanh thanh vậy. Mà nó ngọt ngọt nữa. Cái hậu của nó có sẵn á. Nên nhưng mà phải nấu cho nó chín nha. Còn ăn không quen quen là nó ưa bị ngứa ngứa cổ, cảm giác thôi nha. Cái này là mình ăn cũng như uống thuốc nam. Không bổ bề ngang, bổ bề dọc à. Giác cũng vậy. Mời cả nhà nha. Mời cả nhà dùng cá nha. Quá ngon. Cái gồ thầy luôn. Đạm bạc mà ngon dữ ta. Quá đã luôn rồi. Giờ giờ đạm bạc kiếm cá gù đồng mà bự gì cũng khó thôi. Khó thấy à. Khó thấy luôn á. Khó thấy. Đường cá con nhỏ nhỏ không bự thì cũng cá con nuôi cả nha. Thôi. Kiếm lắm. Cá con nuôi thì cá bự có. Đây có con nuôi nhóc. Nhưng mà cá con nuôi cái này nó mập, nó béo nhưng mà nó thịt nó không có chắc bằng thịt này. Đang đi. Ăn chứ. Cá dẻ thịt ngon quá. Bữa cơm ngon lành nè. Mà ngon lành. Thì lâu 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 cha em có ở nhà thì em sẽ mời cha ăn chung với anh em cho vui nha. Thì mới mốt em thuyết phục được mẹ em thì bốn người lên ăn luôn. Nhưng mà ăn chắc ăn ở dưới chứ ở trên đây là ngồi không được rồi. Không dính. Không được. Hơi chặt. Đây chỉ có được có ba người thôi. Ăn cá đi, nhóc nè. Rồi cả nhà dùng nha, cá còn nhiều lắm. Có tép mỡ quá đã không cả nhà. À. Ngon chưa? Hồi nào giờ giác này trái biết như nói mà đâu có biết đâu đường đâu mà ăn. Hồi nãy Yên nó hỏi con kìa. Hỏi ăn được hôm nay. Chứ nhìn thấy lạ quá vậy. Làm thêm trắng nha. Dạ. Quá ngon. Như vậy thì ăn cũng không biết cả nhà. Ngọc cũng nhiều lắm. Nhiều lắm mà. Nằm lên khó luôn. Không biết. Thèm ké luôn. Ngon quá. Ừ, ha. Cần chua trăng. À, tép mỡ vậy hơi ít cả nhà. Từ từ ta ăn hết đó thôi, thì cholesterol. Chơi còn tôm bài, tôm đỏ. Tôm đỏ. Đó. Cảm ơn luôn. Quá đã. Múc gì tép mỡ vô quá đã. Ngon thiệt. Còn tay lưới dưới này à. Không biết sáng nó dính gì không đâu.
mong mong là dính nữa là món nữa. Cứ cho cá nhiều thôi. Cứ cho cá nhiều. Cá. Đứa còn thấy cái ụ phì chạy quá trời. Cứ dữ lắm. Hồi xưa mình trứng con cá rô phi chừng ai là khổ. Nó có thấy ai đi câu rồi không? Cá rô phi người ta câu với chắc được cái nữa. Câu được. Câu nó cũng dễ ăn lắm. Dạ. Mà cá dài nè. Món ngon. Chứ mình hôm nay có chặt cá lồng tông á. Chặt lồng tông nhiều. Chứ mình là chuyên gia cá thật ha. Ngon quá. Món nào cũng ngon cả nhà. Đáng lẽ không có một cá gô kho đó đâu. Tính đậu kho đâu nói cháy giác không à. Mà thấy cái gô nó bự đã quá. Nó kho. Ngon quá mà. Đâu có món kho đâu. Mình bữa nay làm hai món luôn. Dạ. Mình ăn cũng thịnh soạn lắm chứ bộ. Nhìn cũng mướt mắt lắm á. Còn gì bằng nữa nha. Hương đồng có nổi không à. Thì hầu như tối tối giờ cái mẹ em ít có ăn cơm lắm cả nhà. Mẹ sợ tăng cân á nên có ít ăn cơm. Nhiều khi mẹ còn nói uống nước không cũng tăng cân nữa cả nhà. À, bây giờ bữa nay làm tới hai món lận, canh chua cháy giác với cá rô kho kho nước đi. Còn ăn nói chung là cũng ngon lắm cả nhà. Chà thấy canh chua sao? Quá ngon. Đêm ha. Cũng lần đầu tiên ăn luôn cả nhà. Mà nó không có chua mấy ha. Nhưng nó vậy ngon á. Ừ. Sau này mà mình không có me, không có tắt đâu cái mình lấy nó mình làm được đó. Có lá me. Thì bữa nay cũng ngon á cả nhà. Văng cái tay lưới dính cũng bộn bạc á. Khúc đầu thì xương xương khúc mỡ dở là không thấy gì hết trơn. Khúc sao sao thì thấy được ổn. Thì bây giờ anh em với cha cũng xin chúc cả nhà một buổi sáng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye.